Mến chào toàn thể quý vị và các bạn, đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày 11 tháng 3 năm 2024 của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Trên thế giới, tại Trung Quốc, theo dữ liệu thống kê về giá heo tại 27 tỉnh, giá heo toàn quốc hôm nay là 7,146 nhân dân tệ trên một cát ti, tương đương 49.000 đồng trên 1 kg, tăng 0,02 nhân dân tệ hay 0,31% so với ngày hôm qua, và đã ngừng giảm và tăng trở lại. Hôm nay, cả nước có 16 tỉnh giá heo tăng, 8 tỉnh giảm, trong đó Bắc Trung Quốc, Đông Bắc Trung Quốc và Tây Bắc Trung Quốc, nhìn chung đều tăng, trong khi vẫn có một số tỉnh có mức giảm mạnh. Tây Nam vẫn trải qua sự suy giảm tổng thể, với 9 tỉnh giảm xuống dưới 7 nhân dân tệ. Trong số đó, Phúc Kiến tăng lên 7,7 nhân dân tệ, xếp hạng cao nhất, tương đương 52.500 đồng trên 1 kg. Ngoài ra, Tân Cương tăng lên 6,4 nhân dân tệ, mức thấp nhất, tương đương 43.000 đồng trên 1 kg. Trên lệch giữa giá cao nhất, và giá thấp nhất giữa các tỉnh là 1,3 nhân dân tệ. Giá heo hơi trung bình tuần này ngừng giảm và tăng so với tháng trước. Do giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tiếp tục giảm, chi phí chăn nuôi giảm, heo vỗ béo thứ cấp đang tích cực tham gia thị trường, phía người chăn nuôi có kỳ vọng tốt về triển vọng thị trường, các nhà đầu tư bán lẻ không muốn bán với giá cao. Các trang trại quy mô lớn cũng có doanh số bán hàng được kiểm soát về giá và thị trường, nên đang hào hứng với việc bán hàng giảm, hỗ trợ giá heo tăng. Tuy nhiên, nhu cầu hiện nay yếu, thị trường bán buôn nhìn chung là bán hàng, đặc biệt sau khi giá thịt tăng, một số chợ có tình trạng bán hàng kém, các công ty giết mổ ít sẵn sàng tăng giá và thu mua, điều này hạn chế việc tăng giá heo. Tại Việt Nam, giá heo hơi hôm nay tăng giải rác, nhích nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg. Mức giao dịch cao nhất 59.000 đồng trên 1 kg. Miền Nam gần chạm ngưỡng 60.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi bình quân cả nước đã tăng lên mức 56.700 đồng trên 1 kg kéo dài xu hướng đi lên từ sau Tết đến nay. Ghi nhận tại các chợ giao dịch heo hơi trên toàn quốc, lượng thu mua vẫn hút hàng, giá heo hơi nhiều địa phương điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg, tương ứng với mức điều chỉnh của công ty chăn nuôi CP Việt Nam. Thị trường heo hơi tại miền Bắc ghi nhận tăng 1.000 đồng trên 1 kg tại tỉnh Thái Bình, nâng giá thu mua lên mức 58.000 đồng trên 1 kg, cao nhất khu vực. Thấp hơn một ít là Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội với giá 57.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh thành còn lại có giá đi ngang so với ngày hôm qua, giao động trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng trên 1 kg. Như vậy, giá heo hơi đi ngang ngày thứ 11 liên tiếp. Giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng nhẹ ở một vài nơi, giao động trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, sau khi cùng tăng 1.000 đồng, các tỉnh Thanh Hóa và Đắk Lắk cùng điều chỉnh giá thu mua lên mức 56.000 đồng trên 1 kg, ngang với Ninh Thuận. Trong khi đó, mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng trên 1 kg tại tỉnh Quảng Bình. Lâm Đồng và Bình Thuận có giá heo hơi 57.000 đồng trên 1 kg. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều loại vật nuôi ở vùng cao Nghệ An tiêu thụ mạnh nên người dân tập trung tái đàn ngay trong tháng riêng này. Thời điểm này, người dân các huyện vùng cao Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương tập trung tái đàn, tuy nhiên, lượng con giống không có nhiều để đáp ứng nhu cầu. Bởi trong dịp Tết vừa qua, phần lớn các hộ đã cơ bản xuất bán heo, gà, cá thịt ra thị trường. Ông Lô Minh Tường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Giải, cho biết, trong dịp Tết vừa qua, bà con trong xã đã xuất bán được nhiều heo, gà và cá thịt. Do nhu cầu của khách hàng cao, nên giá bán trong dịp Tết có nhích nhẹ so với ngày thường. Thống kê sơ bộ trong dịp Tết cho thấy, đối với heo, bà con trong xã thu về ước khoảng 1 tỷ đồng, gà đen bản địa bà con bán được 2,7 tỷ đồng, và khoảng 300 triệu đồng từ bán cá nuôi trong ao. Bởi thế, dịp ra Tết này, lượng heo thịt trên địa bàn xã khan hiếm, theo báo Nghệ An. Tại miền Nam, giá heo hơi tăng rải rác ở một vài nơi. Cụ thể, sau khi tăng 1.000 đồng, giá heo hơi tại Bình Dương và An Giang cùng đạt mức 57.000 đồng trên 1 kg, ngang với các tỉnh Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và Cà Mau. Cùng mức tăng trên, các tỉnh Long An, Vĩnh Long và Cần Thơ thu mua heo hơi với giá 58.000 đồng trên 1 kg. Tương tự, Kiên Giang và Hậu Giang cũng điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng, lên mức cao nhất khu vực 59.000 đồng trên 1 kg. Giá da cầm hôm nay, bình ổn ngày đầu tuần, không có gì thay đổi, tiếp tục yên ắng tại các địa phương. Hiện giá gia cầm tương đối ổn định, không thấp cũng không quá cao. Giá da cầm hôm nay yên ắng ngày đầu tuần. Giá gà tạm giao động từ 43.000 đến 79.000 đồng trên 1 kg, vịt khoảng 35.000 đến 39.000 đồng trên 1 kg, và trứng gà khoảng 1.700 đến 2.400 đồng trên 1 kg. Giá gà hôm nay vẫn ổn định ở khoảng giá cũ. Cụ thể, gà mía ổn định từ 76.000 đến 77.000 đồng trên 1 kg, gà minh dư dao động từ 50.000 đến 58.000 đồng trên 1 kg, gà di khoảng 43.000 đến 50.000 đồng trên 1 kg, và gà nòi tương đối cao, khoảng 79.000 đồng trên 1 kg. Giá vịt hôm nay yên ắng trong khoảng 35.000 đến 39.000 đồng trên 1 kg, không ghi nhận trên lệch mới. Giá vịt miền Bắc hiện cao hơn miền Nam nhưng chênh lệch không quá lớn, khoảng 2.000 đồng trên 1 kg. Giá trứng gà hôm nay không khác gì so với những ngày trước đó, giữ thị trường đi ngang. Trong đó, giá trứng gà trắng dao động từ 1.900 đến 2.400 đồng trên 1 kg và trứng gà đỏ là 1.700 đến 2.000 đồng trên 1 kg. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay. Mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai xin chào và hẹn gặp lại